có mới chặt khéo được hai ba hôm rồi. Đây này đây. Ui, quanh đây đấy á, nhiều lá cọ mới chặt này. Nhìn mới héo được đấy rồi. Đâu đây? Đúng bên này ạ. Đây mới đây chặt. Có lá cọ anh ơi. Đây cũng có rồi. Thằng chó đang ngửi mùi này, chắc không phải đấy nhỉ. Cái lá cọ này mới chặt rồi mấy hôm này. Mới rồi, mới héo luôn. Là người Nguyễn chắc có tôm có ít hơi này ở đây rồi. Đi đi. Nó đi hướng nào mình đi theo nó. Đây chắc có mùi gì rồi. Này chắc mới chặt. Mới chặt. Chưa. Cho nó gửi mùi đi cho là mình đi theo. Đây. Đang gửi đang phân vân chỗ này chắc ngồi nghỉ hay gì đấy. Đấy. Nó đánh hơi quanh quanh đây. Nó đánh hơi nó biết mà. Đi. 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 Đi cũng mệt đấy. Đi. Yeah. Đi. Đi. Tìm một lát đây cho chó nghỉ nghỉ hết. Thank you.
thấy mùi gì anh ạ? Mùi gì ạ? Cao anh ơi. Vâng. Em cho chó thằng tí rồi anh ấy. Đây có tẩm ly cao lắm. Ly cao anh ơi. Vâng. Em cho chó thằng tí rồi anh ấy. Xem mình cái gì nào. Gọi cả anh bên kia nữa cho xem tí bên kia đi. Cái này hơi cao có nguy cơ đấy. Ê, xuống khe rồi anh ơi. Đi đi con ơi. Có nào lấy khe đang cho chó xuống xem. Chó này ơi, đừng gì mày ơi.
Cái khe đi khó đấy nhỉ. Đây. Đây không có dấu vết gì, chắc là đi cho đi qua rồi đi chỗ khác rồi anh ơi. Vâng. Đây mình xuống đây không à? Mình chỉ xuống đây bên kia này này. Dưới này không thấy gì đâu. Dưới này không có gì đâu.
Cái gì đây ơi? Tôi thích gì à? Có hàng ạ. Có hàng. Có hàng ạ. Cho nó xuống đây đi. Thế đấy cho anh kia đi, mình đi xuống đây đi. Vâng vâng. Thôi đừng đi nhanh quá, đi nhanh chó không biết đánh mùi đâu, đánh hơi đâu. Đấy có thấy gì không đây?
cho bác vào cái đi. Chiều anh em bố trí thêm nhân lực với thêm cuốn nhé. Tìm hết bên này, còn bố phía bên kia nữa là mình chưa tìm, chưa tìm đến. Mình đi chiều anh em mình sang bên kia mình tìm. Đi chiều anh em nhân lực và thêm mấy thứ nữa là sang bên kia tìm. Chiều nay mình điều thêm người rồi thêm chó nữa không? Mình sang bên kia. Đấy, chiều có nhìn thêm vài người chúng tôi ấy. Bên này mình cũng tìm. Thế chiều anh em một thêm nhân lực và thêm mấy con gú nữa là sang bên kia tìm nhé. Chiều nay mình điều thêm người rồi thêm chó nữa không? Mình sang bên kia. Đấy, chiều có tìm thêm vài người cho tôi đấy. Bên này mình cũng tìm cả buổi bên này. Thấy đánh một con. Đây xuống kia còn sao không anh nhỉ? Bây giờ chúng ta nghỉ tí là tìm xuống cái kia. Giờ mình đi không phải không, mình lại xuống đây tìm. Tìm xuống. Mình tìm xuống. Để tìm hết cái khu vực bên này đi không ạ? Chiều mình sang bên kia. Chúng ta cái xe như nào hợp lý thì chúng ta đi thôi. Vì tôi cũng không biết khu vực bên này. Chiều phải sang bên kia. Bên này tìm hết rồi. Khu bên này mình tìm đi. Được hết rồi, còn một khu bên dưới này mình tìm đi tìm xuống thôi. Yeah, I mean, what are you doing?
Thế cứ đấy thôi, cứ triển khai thôi. Đấy, tình hình khá này ấy. Em đi chiều mà về ấy, là chiều nay em mất rồi. Em thì em cho anh trai của em đi thay, đi cùng với anh. Thế thì cứ bố trí đổi người nhé. Đấy là chờ em bận là chờ anh em đi thay. Anh em mình dậy sang bên kia đấy, ông Chiến. Ông bên này mình đi tìm một tí nữa hết rồi. Thế anh cứ gọi người lên đi, còn công cán các kiểu thì em khác lo cho. Yên tâm đi. Thêm nhân lực thì càng đông càng nhanh. Thành được việc. Thank you. Anh em ăn uống nghỉ ngơi xong chưa? Còn cắt này cho tôi. Cho anh ăn uống xong rồi cũng đi nhỉ? Anh em mình đi tìm tiếp nhỉ? Không rồi, chiều cũng mệt nó cũng muộn rồi. Thì hai em tìm nhá, tôi đi về cho ông anh trai tôi đến thay. Thế thì anh cứ về đi. Tôi với anh này cứ tìm trước nhé. Giờ mình tìm đâu anh nhỉ? Giờ tôi về tôi cho ông anh đến thay nhá. Đúng, tí bảo anh ấy lên đoạn thế này. Có con chó kia còn giao cho anh nhá, vì anh đấy nhá. Anh em tìm nhá. Rồi rồi. Thôi mình đi anh nhỉ. Em ơi, tí bảo anh ấy lên vườn mới bên kia. Thế là ra vườn mới anh em mình đấy đấy, bấy đấy đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Sao bên kia nhỉ? Sao bên kia nhỉ?
cưới của tao. Nó chặt hết rồi. Chẳng biết thế nào nữa. Để ăn xong bỏ dư bỏ dứt. Chúng nó ăn xong nó bỏ. Ôi giời ơi. Đây, chuối của tao ở đây, cô có vẻ của thưa. Nhưng mà tại sao chúng mày ăn chuối của tao? Tất cả chuối của tao. Mẹ chúng mày. Cưới của tao. Mày. Mày. Bắt được chết với tao. Nào, cưới của tao. Mẹ chứ. Tao dùng chú mẹ dám lấy. Thì chúng mày cũng chết với tao. Mày dùng chúng mày lão tuyết rồi lấy chuối của tao. Bây giờ tao tìm thấy thằng nào thằng đấy phải chết với tao. Ơi, không được ăn. Không biết lấy của mình.
giết chúng mày. Thank you.